Rồi, chào tất cả các bạn. Đây là mọi người đang xem cái khung cảnh mà chuẩn bị các bác đang hạ cái cây lộc vừng. Đấy, bác Ngọ. Chào mọi người. Đây là bác Ngọ, chủ vườn cảnh sinh thái Đầm Bạc. Sinh thái Đầm gì bác? Đầm Bạc. Đấy, ở Thạch Thất các bạn ạ. Đấy, đấy, đấy. Đấy, bác đứng ở từ xa, bác đấy, đấy. Ừ. Bác chỉ cho anh em trên kia. Ừ. Rồi, cát chuối đẹp đấy. Ừ. Xa hơn tí nữa được không? Đó. Đấy, đây là cắt cây điều khiển từ xa. Ừ. Đấy. Bác ý bây giờ bác không có leo được lên thì nên phải nhờ có các anh em. Đấy, xuống cái cành đấy. Rồi. Thận trọng nhá. Rồi tiếp theo, cái cành nào đấy ạ? Cành ý đấy. Đấy, cành to, cành tay trái bác đấy. Cành cắt tận thế đấy. Rồi, chuẩn luôn. Cắt một cái cành con chả cắt. Đấy, điều khiển. Đấy, ôi sao bén thế. Quả cưa ấy, kinh quá nhỉ. Cưa sắc đấy. Nhật. Bác mua Nhật à? Rồi tiếp theo cái cành nhỏ này. Đứt ngay, khẩn trương luôn. Đứt khẩn trương. Rồi tiếp để xem nào. Đấy tiếp. Quay toàn đít rồi. Đau không chịu được. Đau lắm. Rồi. Dưới này thì nó cắt bỏ nữa. Nhưng cắt tháo bỏ nó cắt lại. Rồi, đấy. Không, cắt đất lên đấy. Lên để cái lại đấy. Đấy. Nhưng mà thế là mấy ngọn này, 3 ngọn đấy nhá. Thì sang cái toạc đây là 3 ngọn nhá. Còn tay chân mới đứng bên kia là thành 3 ngọn. Ngoan chưa? Cắt cây điều khiển từ dưới đất, mặt đất. Rồi. Ôi, đừng để tước canh. Đây, cắt bỏ đấy. Đây, cắt bỏ, cắt lại. Cháu lại tưởng cắt phá đi. Nói chung là những cái cây mà bác để trong vườn, cây to này đều có ý đồ hết, vẫn vào thế của cây cảnh nghệ thuật hết. Không cây nào để suông cả. Mọi người thấy cả cây mít ở ngoài trong nhà to đấy nhưng mà dáng cổ đẹp. Cắt có ý đồ hết. Mọi người thấy cái cưa cắt sướng. Ngọt lừ luôn. Đau à? Quay mặt đi, quay mông kia. Cái choảng đấy là nó hành chữ Y quá nhỉ. Cắt cho cành cao cành thấp cho nó ấn tượng. Chính thu ngắn một cành lại. Cái ngành này theo cháu bên tay phải để thu ngắn lại. Chị ơi, cắt bỏ cái cành nọ đây cả. Kinh, cắt bỏ cành nọ ngắn ra khẩu nữa 20 phân đi. Anh tay mày đấy. Ừ. Đấy. Không cắt ở trên. Cắt bỏ cành chạm bên đây này, bên đây. Cành chạm bên này. Ừ. Đấy. Thu lên đấy, thu thấp xuống nên nó thành chữ Y xấu. Đấy, đúng cái mầm nó sẽ ra cái khoảng đấy. Bác Ngọ bác trang bị cả xe cẩu này mọi người. Bởi vì là xe công chuyên dụng này thì cẩu đi cây khắp nơi triển lãm. Nắn bỏ cái ấy này nha. Nhưng mà lấy mua nắn bỏ thung nó đi han này. Vào đánh ra mà han bỏ lại. Đấy bắt đầu lộ ra đẹp rồi đấy. Đấy mọi người xem. Cái video đánh chuyển cây này là thứ 6 tôi nhé bác nhé. Yeah. Thứ 6 bắt đầu là chia sẻ trên mạng rồi. Nhắn mà tôi cái nội dung mà nói. Vâng. Yeah. Vâng. Các bạn xem ở trên kênh là tối thứ 6 vào 7 giờ tối thứ 6 này tuần này. Là tổng vườn ở dưới này. Vâng, dưới này nhiều lắm vâng. Không riêng cái cây này này. Riêng nội dung của cái này. Đó, chính xác là cây đũa thần. Bác đặt tên cho nó là cây đũa thần. Đôi đũa thần. Đôi đũa thần trò chỉ. Nó là hậu duệ của cây ngàn năm tuổi ở cùng dùng rừng Quốc Phương. Quốc Phương các bạn ạ. Quốc Phương nho con linh đình. Cây rất là trong sách đỏ bác nhỉ. Ừ, sách đỏ đấy. Cây hiện tại là cao xấp xỉ 20 m. 20 m. Sáng nay thì tôi vừa quay được, nhưng mà các bạn xem lại bắt đầu cây được chia sẻ là cuối tuần các bạn. Đấy, giờ đấy mình lựa mà cắt nhá. Rút bỏ ra, cắt sang nhảy xuống, cắt nhỏ ra mình đưa ra ngoài này, cân ra ngoài này kéo. Vâng, phải dọn cái này đi. À, ông chủ cắt cây ngoảnh quay mông hết với khán giả này. Sợ đau. Nghệ nhân sợ đau mông. Đấy, bạn chưa? Bởi bác Ngọ, bác cái tuổi cao bác không leo được, toàn phải anh em giúp đỡ hỗ trợ. Đấy. Tất cả các cây ở đây đều nuôi, đều có ý đồ tạo dáng thế hết. Bạn thấy cây lộc vừng nó bắt đầu trổ bông này. Đây bông để rất mạnh. Đấy, sau một hồi xử lý. Cây đã được gọn rồi. Các bạn thấy toàn khung cảnh điều khiển từ xa của bác Ngọ. Anh em dần dần có kinh nghiệm rồi. Bây giờ mình sẽ leo lên trên này. Leo lên cái thang này nhé. Xem nào. Đấy, bê cái thang ở đây xem là cái gốc, cái phần gốc là như thế nào. Tầm gửi ngâm rượu à hết gì? Cây thuốc hả? Đây mình vừa leo lên đây. Mình phải leo lên từng bao. Đây mọi người ơi. Đây là cây lộc vừng. Nó nằm ở dề bao bờ ao của nhà bác ấy. Đấy. Đây là ao các bạn. Ao này. Đấy. Ai chưa? Chưa. Cắt đi, cây bị đây. Cây bị âm cành đấy, âm đấy. Vứt vội cành. Đây à? Mặc nó đi. Đây à? Vứt vội cành mặc nó đi cái đằng. Bỏ cành mắc ra. Đây vịt ràng quay đầu. Bỏ ra không nhìn thấy. To lắm to. Còn sợ đau mông. Đấy, gậy đấy. Gậy kiểu. Gậy. Vứt bỏ cái cành ra đây. Đấy, bác gái rất là thành thạo rồi. Đấy. Cái cưa nhìn thích nhỉ, cưa phát đứt. Cắt cái này 10 phút xong. Cho quyết định. Cắt đi. Đấy. Cái mấy năm cắt một lần à bác? Đấy, cái cửa đang có tập 2 ở trên Phúc Thọ. À thế à? Cho nên không dám lộ mặt. À. Thế bao giờ lộ? Chưa biết. À, không Phúc Thọ ý không xem đâu. Người phải đam mê cây cơ. Đam mê cây thì mình xem. Còn tập 2 đấy có đam mê cây không? Nó chỉ đam mê cối thôi. Thế thì ăn thua gì? Coi với cối là một này. À. Tưởng đam mê chạy. Không lo. Các bạn này nhìn nhỉ, 5 giây là xong cái cành to tướng ấy. Quá ngọt luôn. Ở tiện thể cưa nốt cây cau cái đi. Quá ngọt. Còn cành ở chân nữa thôi. Cái này là bác đã được toàn quyền xử lý. Cái này bác Ngọ bác giao rồi. Cũng gì ở lại. Rồi, đây các bạn nhìn thấy tổng thể phía sau này. Đấy, nhìn gốc này. Đấy, nằm dạp vào ao. Đấy. Còn cái cây kế bên là cây gì đấy? Đâu? Cái cây có quả kìa. Cây sung. Đâu? Không phải. Lá to này cơ mà. Sung mà. Sung loại gì đấy? Sung mật. À thế à? Sung gì ạ? Sung mật các bạn ạ. Ôi lần đầu tiên mình nghe thấy. Sung này là sung mật. Sung mật tí thử quả này. Nhưng mà phải chín chứ. Nó xanh bác ạ. Nó xanh thì không được, phải chín đâu. Ôi sung mật hay nhỉ? Ừ phải chín cơ. Chín nem được. Sung mật. Các bạn nhìn là sung mật chưa? Sung mật đấy nhá. Quay bài chỉ thật nhiều, không cho lên. Vâng. Có hết, bác chú ý lắng nghe lắng xem nhá, thứ 6 này nhá. Thứ 6. Vâng, channel Bonsai Channel. 7 giờ tối. À, cái cạnh kiểu cắt lại. Cây đã dần dần lộ hết ra rồi. Ok. Đấy. Cái này phải 2 năm nữa mới cắt một lần nữa nhỉ. Đấy. Sung mật. Mọi người có thưởng thức sung mật không? 12 anh kia vào để hút vào cành ra với. Các anh ạ. À. Các anh vào để hút vào cành ra đấy. Con ơi bác có cái thang này vừa. Này các bạn. Mình đang đi ở trên bờ tường bao này quay cho mọi người này. Tường bao rất là mạo hiểm đúng không nào? Đấy. Chỉ duy nhất một đường gạch thôi, đi sẩy chân một phát là ngã luôn. Quay những thước phim rất là lạ mắt cho các bạn xem. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé, chia sẻ video giúp mình nha, để anh em đều biết. Đấy các bạn chưa? Một cái cây mà người ta biết cắt, biết sửa tán, thế nó vẫn là hình cây đẹp. Mặc dù nó to như nào không quan trọng. Đấy, cây nuôi lên cắt đi, cắt dập nhiều lần thì vẫn có giá trị. Đấy, đi nuôi bờ rào hoặc là những căn biệt thự, nhưng có cây này thì quá là tuyệt vời đúng không ạ? Để cắt dập nhiều lần, 1-2 năm người ta lại cắt đi cắt lại. Này không đi xuống thì mình đi xuống. Đây, đang đi ở trên tường bao. Đấy, được tự do xử lý hả? Quyết định. Hết chưa? Xong rồi các bạn nhé, xong rồi đấy. Rồi, bác nhớ mở kênh YouTube Bonsai Channel nhá, để xem lại mình quá trình mình cắt nhá. Vâng. Cái đời đúng là phải đả đời. Đả đấy thành cây tử à? Cái đấy đúng là nếu như gọi là để nó phải đả ở dưới. Thì nó thành cây tử, nó không cắt bỏ đâu. Cây này thực sự là để em nếu mà để nuôi nhá, nuôi nó phải bay như cái cành kia kìa. Đấy, nó bay ra đây này. Thằng này thành trực này. Đây, nếu mà gọi là để làm tử thì chỉ làm xong rồi cắt ra thành mấy cái bông ở gần đấy thôi. Vâng. Không làm quá. Thế còn nếu mà để làm thành bay thì thôi, lúc này ông ấy cắt ở đấy, ông ấy không chỉ cho kia. Ông có nhìn thấy đâu, ông chỉ. Đấy, ông không đấy. Nhìn thấy được. Tôi tạm thời cái đấy để đấy thì chú phải cắt nó, chú chuyển vào đây để cháu quắng ra để lôi bỏ. Hả? Không nước à? Anh em đứng trên bờ bãi. Bây giờ xong mình đi xuống thôi. Đi xuống. Đi, anh em mình xuống bên này đi. Đấy, phía này là các bạn đôi đũa thần. Đây đôi đũa thần. Ở những video sau mình chia sẻ các bạn nhé. Đấy, cao chưa? Trò chỉ quý hiếm đấy. Hàng rất độc lạ, độc đáo. Các bạn hãy xem video và đăng ký kênh nhé, chia sẻ video nhé. Bye bye và hẹn gặp lại. Chỉ sửa quay đau lắm.